Giữa lúc Tổng thống Hàn Moon Jae-in kêu gọi điều tra kỹ càng, người dân phẫn nộ đòi cơ quan chức năng tìm ra sự thật về chuỗi scandal tình dục của Seon Ri, Jung Yoon Jung và những người bạn. Chương trình Section TV Entertainment News của đài MBC đã đề cập đến mức phạt có thể cho tội phạm quay lén clip set và phát tán trong chatroom. Theo luật trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục, mức án tù nặng nhất là 5 năm hoặc ít hơn. Tuy nhiên, ngoài việc quay lén, Jung Yoon Jung còn bị nghi mua dâm trong và ngoài nước. Đến lúc đó, hình phạt dành cho Jung sẽ tăng thêm nửa mức phạt cao nhất. Theo luật sư Oh So-jin, Jung Yoon Jung có thể sẽ phải đối mặt với mức phạt 7 năm 6 tháng tù giam. Luật sư Oh phát biểu, Jung Yoon Jung chịu cáo buộc chính về việc quay và phát tán bất hợp pháp clip cơ thể nạn nhân mà không có sự đồng thuận của họ. Tuy nhiên, theo luật sư Oh, rất khó trừng phạt những người tự xem clip bất hợp pháp một mình. Nhưng nếu phát tán clip cho những người khác, đối tượng sẽ phải chịu mức phạt tối đa 30 triệu won, tương đương 614,2 triệu đồng tiền Việt Nam. Đáng nói, Jung Yoon Jung đang bị ghi mang hết toàn bộ tội danh được nói ở trên. Công chúng vô cùng quan tâm đến mức phạt có thể dành cho Seon Ri và Jung Yoon Jung, người quay clip set, chụp ảnh set và đăng tải trên chatroom mà không có sự đồng thuận của đối phương, sẽ phải chịu mức hình phạt nặng đến mức nào thì điều này còn phụ thuộc vào luật trừng phạt tội phạm tình dục đặc biệt và độ dài của đoạn clip. Theo đó, nếu clip quay lén ngắn, bị cáo sẽ phải chịu mức phạt 5 năm tù giam và 30 triệu won. Hiện giờ đã có 10 nạn nhân đứng ra tố cáo Jung Yoon Jung quay lén clip. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Park Sang-hee gọi việc quay lén clip vi phạm là tội danh tồi tệ nhất và kêu gọi cơ quan chức năng trừng phạt nghiêm minh. Hiện cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ Jung Yoon Jung và phiên thẩm vấn lần thứ hai cũng đã kết thúc.